Chào mừng các bạn đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Và nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào! Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại những pha bóng thuộc hàng siêu phẩm ảo ma Canada cấp vũ trụ mà khó có thể tái hiện lại được trong thế giới top cầu ở hiện tại và cả tương lai nhé. Lên đường thôi! Biết vì sao Harry Kane là sát thủ đáng sợ trong vòng cấm chưa? Ngay cả khi bị ngã dúi dụi thì tiền đạo người Anh vẫn có thể điều động trái bóng bay thẳng vào lưới đối thủ. Thế thì lại chẳng ảo ma Canada quá. Một pha chạy chỗ và bứt tốc vô cùng thông minh. Và đó là... Ôi thôi chết, sao lại trượt chân đúng cái khúc quyết định thế anh Zai? Nhưng mà xem kìa, trái bóng cuối cùng vẫn nằm gọn trong lưới. Ông anh tính toán quả chí mạng đấy. Đã thế thì chịu rồi. Thế rốt cuộc là ông truyền hay là sút vậy Godwin? Mà chuyện đó có còn quan trọng đâu. Chính cái pha nửa truyền nửa sút dở hơi kiểu này mới là bài toán thách đố thủ môn bên kia chứ. Làm sao có thể giải nổi đây? Mấy chị Chelsea chơi như này thì lại tội những bóng hồng Manchester United quá. Ghi bàn toàn chơi siêu phẩm thì hơi bị out trên quỹ đỏ ha. Xác nhận đường kiến tạo của Gozer đã khiến cho Lewandowski hơi bị với đà nha. Nhưng mà biết trí khôn của ta đây không? Bằng một động tác giả sút cực IQ, tiền đạo Ba Lan đánh lừa một lúc hai cầu thủ theo kèm. Và phần còn lại thì chỉ là chạy đi ăn mừng bàn thắng thôi bà con ơi. Không biết mấy ông này đang đá bóng hay đi diễn tuyệt đỉnh kung fu nữa đây. Toàn những chiêu thức khó như này mà cũng làm được, bả cháy quá đi mà. Đã sút khó khiến cho thủ môn bất lực hoàn toàn rồi. Thế mà trước đó còn thi triển võ công cấp S Plus, đánh lừa luôn đối thủ như này nữa. Có nên đưa ông này quả bóng xong cho về chơi một mình không bà con? Chẳng mấy khi được tận mắt chứng kiến Lionel Messi tung đường chọc khe đẳng cấp hết nước chấm. Thôi thì để mình phản lưới phát vậy, coi như là kỷ niệm để sau này còn kể với con cháu. Ủa là trời, mặt này mà ném biên đúng bao uy tín và chất lượng luôn ấy chứ. Một cú kiến tạo không thể quan trọng hơn của thanh niên này, đúng chuẩn tay phích mà. Này thì thích băng lên bắt bóng này, người ta có thâm niên cả chục năm trong giới hip hop bạn ơi, bạn làm thế là sai lắm luôn nha bạn. Kết hợp đá penalty với một cú lộn vòng mãn nhãn thì làm sao anh em? À thì nó lại đẹp mắt mắt cái tầm chứ còn sao với trăng gì. Một người xe đạp chổng ngược thôi đã đủ khiến cho thủ môn bên kia mệt rồi. Ấy thế mà còn xe đạp chổng ngược đôi như thế này nữa. Vậy thì xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến anh bạn gác đền tội nghiệp kia ha. Cavani cùng với Van der Quyen đã kết hợp tạo thành một cú lưỡng long nhất thể. Thế thì chẳng còn cơ hội nào để thủ thành đội bạn có thể ngăn không cho trái bóng nằm gọn trong lưới cả. Xin lỗi những người anh em thiện lành, nhưng Ibrahimovic không đi tìm siêu phẩm, mà chính siêu phẩm mới theo đuổi tiền đạo Thụy Điển đậm sâu. Quả ghi bàn này hơi rác mặt một chút, nhưng mà được cái là tiện bà con à. Thôi thì thành công nào mà chẳng phải trải qua nỗi đau, vui cười lên bà chị ha, có bàn thắng rồi. Siêu phẩm đá phạt thách thức mọi nhà vật lý học lỗi lạc nhất này của Roberto Carlos vào lưới tuyển Pháp chắc chắn vẫn sẽ là một trong những bàn thắng ảo ma nhất trong lịch sử túc cầu. Trong cái mỏ hơi đáng ghét xíu, nhưng mà tân kẹo cao su này của Bayê đã cho thấy khả năng khống chế bóng đỉnh cao mà ngôi sao người Pháp sở hữu khi đó.
chơi đá pen kiểu gì mà đi đánh gót ảo mà thế? Ứ chơi lại được với ông, tôi không thèm bắt luôn nha, dỗi thực sự. Pha làm bàn theo kiểu đá móc bỏ cặp này của thanh niên số 17 thậm chí còn khiến cho đồng đội phải ôm đầu ngỡ ngàng cơ mà, ảo thật đấy. Biết ai là trùm đỡ bước một ở cái sân này chứ hả? Đá đấm cẩn thận, không là thầy tống cổ hết ra ngoài để thầy vô đá thay đấy nha. Khi mà Mesut Özil đã mê sút hơn mê truyền, thế thì lại vẫn phải kỹ viện dẫn bóng đến tận gôn đối thủ, qua cả thủ môn để ghi bàn thôi. Game là dễ. Bàn thắng này lại tính cho trọng tài hả anh em? Khó nghĩ thế nhỉ? Chơi hẳn một combo phá bóng liên tiếp ngay trước vạch phối thế này, đề nghị câu lạc bộ tăng lương cho anh bạn này ngay sau trận đấu luôn nha. Của quý còn hơn cả một bàn thắng ấy chứ. Chưa từng thấy người ta áp dụng công thức đánh gót nhưng mà lại là để phá bóng đúng không? Thế thì các bác phải xem pha bóng này để thấy được cái độ ảo của quả gót siêu cấp vũ trụ đó. Cứ hai ông cùng nhau dứt điểm thế này thì người ta làm sao mà đỡ được? Chưa rách lưới là còn may rồi đây. Đỉnh cao của việc đánh lừa đối thủ đó chính là lừa luôn chính bản thân mình. Thánh chơi vậy thì có ai lấy được bóng trong chân thánh nữa. 100% tỷ lệ tự trả banh đối thủ luôn nha. Nhìn mặt là thấy uy tín rồi nha. Gì chứ dăm ba cái pha qua người ảo diệu như này, Neymar làm suốt, có gì đâu mà tung hô dữ mấy thím. Bây giờ đúng kiểu người chơi hệ Rabona rồi, kiến tạo chéo chân như vậy thì chịu rồi, kiến tạo này là của ông anh tớt, ok. Chứng kiến Torres Idol chơi bóng trong màu áo Liverpool là một cái gì đó rất đã con mắt nha, lại còn đúng chuẩn combo phối hợp cùng với Steven Gerrard nữa chứ, các cổ động viên The Cup đã thấy sôi động chưa nào. Ra vào thiếu quyết đoán như vậy là dở rồi, thôi thì vào lưới nhặt bóng, không có oan người anh em thiện lành nha. Tình huống vừa rồi cũng đã khép lại video hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.